Thưa quý vị, phản ánh về việc Ủy ban Bảo vệ ký giả vừa qua đã ra báo cáo nói rằng Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia kiểm duyệt báo chí truyền thông nhiều nhất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao mới đây đã khẳng định đó là những nội dung sai sự thật dựa trên thông tin không chính xác, thiếu khách quan về tình hình Việt Nam. Trong bản tin thời sự hôm nay thì chúng tôi sẽ làm rõ hơn vấn đề này qua phần trình bày của biên tập viên Việt Cường. Xin mời anh. Vâng, xin cảm ơn chị Khánh Trang. Xin kính chào quý vị. Có thể thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam bị các thế lực thù địch, các đối tượng xấu và một số tổ chức quốc tế lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc rồi phê phán Việt Nam. Vậy thì mục đích của họ là gì? Là hòng hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Họ còn cố tình làm cho nhiều người hiểu rằng tự do báo chí là một quyền tuyệt đối, từ đó thì cổ suý cho các phần tử bất mãn rồi các đối tượng chống đối lợi dụng quyền tự do báo chí để hoạt động tích cực hơn và quyết liệt hơn. Tháng 7 năm ngoái, Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt hành chính báo Tuổi Trẻ Online 220 triệu đồng và đình bản 3 tháng. Nguyên nhân là tờ báo này đã thông tin sai sự thật về phát ngôn của Chủ tịch nước và có thông tin gây mất đoàn kết dân tộc trong phần bình luận của bài viết. Lẽ ra, việc cơ quan quản lý xử lý nghiêm các hành vi sai phạm để làm trong sạch môi trường báo chí là điều cần thiết và đáng hoan nghênh, thì một số tổ chức cá nhân đã cố tình xuyên tạc rằng Việt Nam đang truyền thông điệp về tiếp tục tăng cường kiểm duyệt, siết chặt tự do ngôn luận đối với cả báo chí lẫn bạn đọc. Tôi thấy các báo bị xử lý, trong đấy có cả báo Tiền Phong, thì đấy là những cái vi phạm nó liên quan đến vi phạm các cái điều luật của luật báo chí, đăng thông tin không đúng sự thật hoặc là vi phạm những cái vi phạm về đạo đức hoặc là vi phạm những cái về lợi ích quốc gia mà tất cả mọi người tôn trọng, và tôi nghĩ bất cứ báo chí ở quốc gia nào cũng phải tôn trọng cái đấy và không được vi phạm cái đấy. Tôi nghĩ rằng cái việc xử phạt đấy sẽ giúp cho cái môi trường báo chí của chúng ta lành mạnh hơn. Tháng 6 năm 2017, khi đang là trưởng ban bạn đọc của báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Lê Duy Phong đã lợi dụng quyền hạn của nhà báo để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trong phiên tòa xét xử, Phong đã thừa nhận đây là hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. Thế nhưng, một số tổ chức quốc tế đã xuyên tạc vụ việc theo kiểu chính quyền Việt Nam gài bẫy để đưa các nhà báo chống tham nhũng vào vòng lao lý. Dựa vào những cái người vi phạm các cái quy chế, các cái điều lệ của các cái tổ chức để nói rằng Việt Nam không có tự do báo chí ấy, là một cái thủ đoạn thô thiển. Chứ ở đây không liên quan gì đến cái quyền tự do ngôn luận của báo chí. Quý vị thấy đó, việc đưa tin sai sự thật rồi gây hại cho đất nước, thậm chí là vi phạm pháp luật, cũng được họ mang ra lợi dụng, lớn tiếng bảo vệ để phục vụ cho mục đích xấu của mình. Đó là xuyên tạc bôi đen về tình hình tự do báo chí của Việt Nam. Nhưng họ đã tảng lờ đi một sự thật là bất cứ quốc gia nào trên thế giới, việc đưa tin như vậy cũng đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nói để thấy là không có thứ tự do ngôn luận nào, tự do báo chí nào đồng nghĩa với sự thật bị bóp méo, coi thường pháp luật và xúc phạm cộng đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn cho rằng, việc một số tổ chức ở nước ngoài lợi dụng một số việc liên quan đến vi phạm luật pháp của báo chí rồi ầm ĩ lên đó là vi phạm quyền tự do báo chí là điều rất vô lý. Bởi bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống xã hội cũng phải tuân thủ luật pháp. Tự do ngôn luận, tự do báo chí không phải là vô hạn. Quyền tự do đó phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật và các quy tắc đạo đức phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc và không xâm phạm đến quyền lợi của tổ chức cá nhân. Tổng thống Donald Trump đã từng tuyên bố là truyền thông là kẻ thù của nước Mỹ chứ không chỉ là kẻ thù của Tổng thống. Ý đó để nói rằng là những cái người làm truyền thông ấy, nếu như đưa những cái thông tin là chống lại đất nước, chống lại chế độ, chống lại lợi ích thì sẽ trở thành kẻ thù. Và đương nhiên, mỗi chế độ nào họ bảo vệ quyền lợi của họ thì họ phải xử lý cái chuyện này theo luật pháp. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng là tổ chức không ít lần đưa ra các đánh giá báo cáo xếp hạng phiến diện sai lệch về tình hình tự do báo chí của Việt Nam. Dưới vỏ bọc đấu tranh cho tự do ngôn luận, tự do báo chí, họ đã cổ suý thậm chí là hậu thuẫn cho các đối tượng phản động chống phá Việt Nam. Cái việc mà cái tổ chức nào nó phát biểu những cái vấn đề đánh giá ấy phải xem là đằng sau họ là ai, họ đại diện cho ai, họ bảo vệ lợi ích gì, cái đó phải hết sức tỉnh táo, hết sức tỉnh táo. Đôi khi những cái tổ chức quốc tế họ nhằm vào một quốc gia nọ, một quốc gia kia để họ công bố những điều nọ, những điều kia mà vì những cái lợi ích có khi là tăm tối đằng sau ấy.
Việc một vài nhóm người tự thành lập các hội nhóm liên quan đến báo chí thời gian qua rồi đăng tải lên trên mạng Internet nhiều nội dung xấu chống phá Đảng, Nhà nước là vi phạm pháp luật Việt Nam. Họ đã biến mình thành công cụ tiếp tay cho các thế lực thù địch phá hoại lên độc lập tự do. Đó là điều không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm minh. Còn nói về tự do báo chí thì xin khẳng định rằng Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do báo chí. Điều đó đã được khẳng định, đã được quy định chặt chẽ trong hệ thống pháp luật của Việt Nam và cả trong thực tiễn. Về mặt pháp lý, chúng ta đã xây dựng một hệ thống pháp luật tương đối toàn diện. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin đã được quy định trong Hiến pháp 2013 và được cụ thể hóa trong nhiều luật, nghị định. Đặc biệt là luật báo chí 2016 là nói rất rõ là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là được nhà nước bảo hộ rất là rõ. Và thứ ba là cái nghị định 09 nói rất rõ cái quyền tiếp cận thông tin chính thức của báo chí là thuộc loại đặc quyền tiếp cận thông tin. Nghĩa là quyền rất là lớn. Quan trọng nhất nói tự do báo chí là cái gì? Cái quyền tiếp cận thông tin của nó đến đâu là cái quan trọng nhất. Trong thực tiễn, nền báo chí Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, chuyên nghiệp. Đặc biệt, nhiều vụ án tham nhũng lớn được báo chí phanh phui, nhiều tác phẩm báo chí về đề tài này được tôn vinh, khen thưởng xứng đáng. Thậm chí đã tổ chức riêng một giải báo chí toàn quốc để tôn vinh các bài báo trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu nhóm. Chúng tôi xin trân trọng. Đó là những minh chứng sinh động để thấy rằng không có chuyện báo chí bị kiểm duyệt, bị kiểm soát hay là mất tự do như những lời bị đặt rêu rao của các thế lực xấu. Việt Nam đã và đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật để nhằm đảm bảo quyền tự do ngôn luận trên báo chí, trên không gian mạng và các hình thức khác. Nhưng một lần nữa xin được nhấn mạnh lại rằng Việt Nam không bao giờ chấp nhận những kiểu tự do vô hạn độ, tự do trá hình làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đạo đức xã hội và xâm phạm đến lợi ích dân tộc. Phần trình bày của tôi xin kết thúc tại đây. Xin mời chị Khánh Trang và anh Quốc.